Tại sao có người có thể hình tổ vào hôn đổi lúc vô phan xà phan nam rồi ép có nhồi tích như bối môi trường vui nước và nên tổ chuẩn thời gian dài bé có nhồi dễ nhìn khổ lao vẫn thì ô tôi nó nhẹ tôi về khi là chỗ áp lưng để ép lên còn nước trà thân những tay là mô khen xuống mang thèn văn xạ làm quả trong bát khổ cứ bị các lỗi khổ cứ kiếm rồi nước một số tài tôi xin lỗi chú đón diện là như khá là tức thích phát vội thông tin chạc quan thì mắt vội chuẩn bối giải tán trình xin bà theo hai phê sai thì bán xả được kích hoạt bán tư tổng ngưỡng tổ nhịp tim chạm lại và sức thần mắc máu ngồi bị tăng lệch bồi sự dịa tăng sức thần mắc máu có thể triệt kiến nguồn dự trữ oxy cho những cơ quan nội tạng thiết yếu bảo vệ não và tim trong kỷ lực mao tử ngọc cổ không không hoạt động ngồi là nhịp tim chăm chứa bảo thống muốn biểu chú oxy thông qua chăm tài hoạt động của tim hòa độ dưỡng oxy khí lực nên tổ dối nước ổ ngồi là 24 phút 33 trải lắp vội thô lần chú độ Vladimir Sopat năm 2021 ông tan bài ngôi sắp tu hai chi vội 34 trái tu nhân để đặt thời gian lên phụ nữ vậy thổ lẫn khẳng thăng thông kỳ vối oxy tinh khiết trước kỳ xúc nực xuống nước hơi thứ kích thổ chiếu dụ tức kiếm soát vàng chú thể cảm nhận quả hốc tình các chứa chỉ luống oxy và carbon dioxide tích hợp chống mạo trong khi nhìn thổ luồng CO từ dung máu tăng lên thổ oxy chạm trị. Tôi thức muốn hít thổ bằng tàu thăng lên sau 30 chai nín thổ. Chủ yếu đèn từ luồng CO từ thăng ô mô nhúng não độ chú tề căm nhắn quả hốc cùng phản ứng với luồng oxy giảm thì tổ chức hít thở thắng đăng ký theo Anthony Bain bổ trợ suy niệm cử động hút cơ thể ở đại học bây giờ tôi cũng chào thất hít thở mang lên đến một cơ quan của hồ hấp trình của lại như một sự dịch chuyên hồ hấp phổi ý. Đây là một nỗi những thô chùa và huấn luyện chuông không thể vượt qua. Bà bắt đầu hít thổ trở lại sau hôm 3 phút. Những thô chỗ lưu khiển quyết tâm và không có nhuống oxy hỗ trợ. Thông qua hít thổ oxy chính, kết thúc phân xài hít thổ có thể vị trí
Còn cho phép ní tôi là đã chạy qua nhiều năm huấn luyện ở dưới nước tôi hai mối tuần nhiều nhiều không làm bài khả năng nên tổ tổ của công nhồi bạn ăn xuống với kỷ lục hiện nay là mỗi 11 phút 30 năm chạy. Chịu phán xạ lẫn là một quá trình phức tạp. Nó có tác dụng là mục tiêu đơn giản, bảo thông sự sống thông qua dự trình sinh lý để phản ứng với môi trường. Sống.